Hai, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Bờ Vlog. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, chi nhánh số 6 ở đường 22 tháng 12, Hoài Lăng 2, Trần Anh Bình Dương. Rồi, và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho bạn một clip đó là về dòng xe Bly ha. Thì dòng xe Bly này hình bữa giờ thì mình cũng chưa từng quay cho các bạn xem. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay một cập nhật cho các bạn về giá cả ha, cũng như là các cả những cái phiên bản của dòng xe Bly này. Thì dòng xe Bly này hiện tại thì nó cũng có 3 phiên bản các bạn ha. Phiên bản đặc biệt nè, phiên bản cao cấp và cái phiên bản tiêu chuẩn ha. Thì phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp thì nó khác nhau với cái dàn đèn phía trước ha các bạn ha. Và cái dàn đèn phía trước nè. Đó, thì một chút xíu mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem về cái hai phiên bản đó ha. Ngoài ra nữa thì có một cái phiên bản màu đen nhám nữa của phiên bản đặc biệt nha các bạn. Đó, thì giá cả thì bữa giờ thì dòng xe này nó cũng không có lên xuống như nhiều ha, cũng khá là ổn định nha các bạn. Rồi, về cái phiên bản tiêu chuẩn á 2019 ha, thì cái giá là 38 triệu nha các bạn nha, 38 triệu. Và phiên bản cao cấp 2019 sẽ có giá là 41 triệu 500 ngàn đồng ha. Phiên bản cao cấp này, trước mặt các bạn đây là cái phiên bản cao cấp màu xanh dương ha các bạn. Tiếp theo đó là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt thì mình không có trưng bày ở đây. Sẽ có giá là 43 triệu 500 ngàn đồng nha các bạn. Thì giá mình báo cho các bạn á là đã bao gồm VT rồi, chưa ra biển số ha, chưa ra biển số đó. Nhưng bạn nào mà muốn biết giá chính xác ra biển số á, thì các bạn cứ comment nguyện tỉnh thành phía bên dưới phần comment thì mình sẽ báo giá ra biển số cho các bạn luôn. Hoặc là các bạn có thể là nhắn tin Zalo cho mình ha, để số điện thoại là 0888848468 ha, ở trên cái góc trái màn hình cạnh bên cái biểu tượng Zalo thì các bạn cứ comment cho mình thì mình sẽ tư vấn cho các bạn ha. Còn về cái thủ tục trả góp á, thì các bạn chỉ cần chứng minh nhân dân, chứng minh bằng lái hoặc chứng minh nhân dân hộ khẩu trên 18 tuổi là mình sẽ làm hồ sơ được. Thì các bạn trả trước cho mình tầm khoảng là 30% thôi ha. Ví dụ xe này 40 triệu đi, 30% là trả trước 12 triệu ha, thì bạn vẫn trả tầm khoảng 10 triệu mình sẽ làm hồ sơ được. Đó, thì các bạn trả càng nhiều thì lãi suất càng thấp thôi, hoặc là các bạn trả trước tối đa là 70% và các bạn sẽ nhận ngay cài và gốc ha. Khi mà các bạn trả trên 50% là các bạn sẽ được nhận ngay cài và gốc luôn các bạn. Đó, có những bạn nào mà trả ít hơn thì mình không được nhận cài và gốc ha, mình sẽ nhận cặp đẹp photo để mình đi đường. Thì cái nào nó cũng vậy thôi, nào cũng đi đường hợp lệ thôi ha, mình không sợ công an bắt đâu nha các bạn. Rồi thì trước mặt con đây là cái phiên bản cao cấp màu xanh dương ha. Đó, phiên bản cao cấp màu xanh dương thì cái dàn đèn ở phía trước của nó các bạn thì nó sẽ thiết kế theo dạng led ha, full led cho các bạn luôn, và hai tầng ha. Ở đây nó có ba ô khung nè, ba khung nè ha. Đó, trên là cos dưới là pha, nó cũng giống như cái chiếc Attack Mod mới ra các bạn ha. Ở dưới đây nó cũng có hai ô, dưới đây hai ô này ha, chỉ ra nè. Ở trên đây thì nó có ba cái ô nó, nhìn nó cực kỳ đẹp hơn cái phiên bản tiêu chuẩn ha. Đó, quanh của nó ở trên đây thì nó cũng có một cái phần nhựa ha, nhựa nó xi nhựa thôi, cho nên không phải là nhôm ha, nhựa nó xi bạc lên đó, cực kỳ ngầu. Rồi dọc dài xuống đây nè thì nó thiết kế theo giống như cái chiếc Attack, các bạn Attack 2020 á, nhưng mà nó khác một chút xíu ha. Thì xi nhan nó cũng nằm ở trên đây, nó xi nhan cũng nằm trên đây, là cái dạng là sử dụng bóng đèn halogen nha các bạn ha, sử dụng bóng đèn halogen. Thì ở bên đây thì cũng sử dụng bóng đèn halogen luôn. Dài xuống đây thì nó có cái đèn led dimmy nha, đèn led dimmy luôn, và đèn tự động bật sáng 24/24 nha các bạn. Đó, đèn tự động bật sáng 24/24 ha, nhìn nó cực kỳ đẹp. Và cái chiếc này là phiên bản 2019 nhưng mà nó được sản xuất năm 2020 ha, sản xuất năm 2020. Rồi dọc dài xuống đây mình sẽ bay cho bạn xem cái bánh xe. Xe này thì nó chỉ có hệ thống là CBS thôi các bạn, nó không có ABS ha. Thì CBS với ABS thì nó cũng như nhau thôi, chỉ khác một cái là ABS nó có thêm một chiếc điện tử nữa thì nó sẽ cao cấp hơn so với lần này. Còn về tính năng này kia nó cũng gần giống nhau nha các bạn. Đó, thì cái mâm trước này á nó sử dụng là 12 inch ha, cái mâm sau là nhỏ hơn là 10 inch, và cái bánh trước đó là 90 ha các bạn ha, 90. Rồi phía sau á, bánh sau là lớn hơn 10 số ha, là 190. Đó, thì chiếc này là made in Việt Nam ha, được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam luôn các bạn. Đó ha. Rồi phuộc trước đó là sử dụng phuộc ống lồng ha, giảm chấn thôi lực luôn các bạn. Đây là cái tem nhãn năng lượng nè các bạn, để ý á, những cái chiếc xe nào sản xuất năm 2020 á thì nó sẽ có cái tem nhãn năng lượng ha. Thì chiếc này á, là 2,2 lít trên 100 km. Đó, đây là cái tem nhãn năng lượng, thì cái thông số này người Honda nó đo cũng gần như là chính xác rồi. Đó, thì chẳng hạn như chiếc bên đây nè, chiếc bên đây nè
thì nó sản xuất năm 2020, thì nó sẽ có cái tem nhãn năng lượng ha, như cái chiếc Vision phim đặc biệt nè, 1.87 ha. Đó. Chiếc Vision này á là có phiên bản đặc biệt á, hiện tại có giá là 35 triệu, đó, nó sẽ rẻ hơn so với phiên bản mà Ply tiêu chuẩn đó là 38 triệu ha. Đó, thì Ply cao cấp thì sẽ cao hơn. Thì chẳng hạn như là cái chiếc mà 2019 đó, thì nó sẽ không có cái tem nhãn năng lượng này ha, để cho các bạn để ý thôi, nhưng mà nó cũng như nhau thôi các bạn, nó không khác nhau được hết đâu ha, nó cũng như nhau thôi, chỉ khác na cái năm sản xuất thôi các bạn ha, cái ngày sản xuất thôi đó. Rồi thì và đây là cái màu xanh ha, mình qua đây cho các bạn xem có cái màu trắng đây, đây là cái màu trắng nè, cũng là phiên bản cao cấp luôn đó. Cái sàn để chăn ha, cái sàn để chăn này thì nó cái bình nó không để đây ha các bạn. Rồi thì màu trắng, và mình cho bạn coi, bạn coi cái cấp xe ha, cái cấp xe đây, đây là cấp xe của em nó. Bạn thấy chưa, cực kỳ to luôn, cực kỳ rộng luôn, thì thích hợp những bạn nữ ha, nhất là những bạn nào bán hàng online hay đi giao hàng á, thì chạy với dòng xe này là cực kỳ hợp. Và đa số xe này thì chủ yếu là những cô, những dì chạy thôi, những bạn trẻ, những bạn nữ mà trẻ ít chạy dòng xe này lắm, tại nhìn nó cứng tuổi các bạn ha, nó không hợp với cái độ tuổi đó. Thì xe này dành cho những cô cứng tuổi thôi, nhìn nó chạy nó đẹp hơn ha, nó nhìn nó quý phái hơn nhiều. Rồi còn về mặt đồng hồ các bạn ha, mặt đồng hồ thì dưới đây thì nó đây, bên đây thì nó có cốt pha nè, cốt pha ha, còi nè, nhanh trái nhanh phải. Ở phía bên đây thì có adrenaline top và cái đề đó, đề ha, đây là có cái xe này cái gắn bình rồi nè đó, thấy chưa. Khi mà các bạn bật đèn lên đó các bạn đó, khi mà các bạn đặt đèn lên ha, thì nó sẽ tự động bật sáng nè, các bạn thấy chưa, nó tắt đèn nè, nó tự động bật sáng nè. Khi mà các bạn bật lên xong á, khi nào có đèn động cơ nó tắt á, thì các bạn hả đề ha đó, rồi nhanh trái nhanh phải, cốt pha, cốt pha, cốt pha ha, pha cốt đó. Rồi đây là cái biểu tượng km nè, biểu tượng xăng với biểu tượng km mình đi được. Ở đây là cái mất tốc độ ha, bề mặt động cơ alien top, cốt pha và đèn báo nhiệt độ. Rồi bây giờ mình sẽ đề máy cho bạn nghe thử ha các bạn. Mình sẽ đề máy cho bạn nghe. Đó, đây là cái tiếng máy ha. Đó, thấy chưa? Thì dòng xe này được tích hợp cái phát xe mắt hay luôn các bạn, nó cũng giống như là dòng xe Vision các bạn. Đó, mình sẽ tắt máy ha. Đó, giống như Vision vậy đó. Thì khi mà các bạn bật lên đó, thì các bạn tích nè, cái để đang mở nè ha. Khi bạn bật một cái thì các bạn sẽ mở cái yên cấp xe ha, bật một cái, bật plug thôi. Nè, cái mũi tên ở đây bật cấp xe. Bật thêm cái nữa là sẽ bật cái hệ thống động cơ lên ha, và theo mình cái đề thôi. Nó vậy là xong. Còn những bạn nào mà muốn phá cổ thì bạn bẻ ngược qua đây ha, dặn ngược, nhấn mạnh vô. Nhấn vô, bẻ ngược qua ha, nhấn mạnh vô, bẻ ngược qua tay trái là phá cổ với bạn, đó là phá smart key. Và cái này á, được tích hợp cái bình xăng phía trước luôn. Đó, tích hợp bình xăng phía trước luôn ha. Mình sẽ mở bình xăng phía trước luôn. Đây. Đó, có bình xăng phía trước luôn. Đây ha. Đó, mở bình xăng phía trước luôn. Đây là móc cho đồ ha, khá là tiện luôn. Mình đổ xăng không cần phải xuống xe. Rồi mình sẽ mở cái đèn trước các bạn nghe xem thử ha. Đây. Rồi. Đây là cái đèn trước của nó nè các bạn. Đó, thấy chưa? Hệ thống đèn trước của nó ha, nhìn cực kỳ đẹp. Đó. Hai dãy đèn led LED hình tia sét ha, giống như cái chiếc xe AB các bạn. Nha. Còn phía đây là xi nhan. Đây là cái xi nhan nè. Đây, đây xi nhan bóng đèn halogen ha. Đó, đèn halogen. Và cái hệ thống đèn trước của nó các bạn thấy chưa? Cốt nè. Cốt pha nè, đặt dưới này nó thấy chưa? Đó. Pha nè. Rồi. Đó, thì đèn này 24/24 bật bật sáng 24/24 nha các bạn. Rồi, thì nhìn đầu đèn trước đó cũng khá là ngầu luôn các bạn thấy chưa? Đó, khá là ngầu luôn. Nó cực kỳ đẹp, thì phiên bản này nó đẹp hơn cái phiên bản tiêu chuẩn ha. Có xíu một quan kia quay cái phiên bản tiêu chuẩn cho các bạn xem. Đó. Rồi. Rồi.
Rồi, đây là cái bánh trước của nó nè. Nãy mình chưa quay với bạn xem cái phanh đĩa của nó các bạn. Đây là cái phanh đĩa của nó ha. Thì nó sử dụng là heo giờ nó xin một cái tông thôi, và sử dụng được Kermit system. Thì các bạn khi các bạn thắng á, thì các bạn thắng cho mình là bóp phanh trước cả phanh sau luôn ha. Các bạn bóp cho mình hai cái ha các bạn. Đó, bóp cho mình hai cái ha, cả phanh trước và phanh sau luôn. Đó, để cho nó xe mình nó an toàn hơn khi mà các bạn bóp thắng ha. Rồi, mình quay kia quay cho bạn xem cái phiên bản tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thì khác nhau cái đèn thôi các bạn, nó chỉ không khác nhau gì hết trơn đâu. Nha, khác nhau cái đèn thôi. Đây. Nhìn không có đẹp bằng. Cái này là kính chắn gió mình đã gắn thêm rồi ha, nhìn thấy nó hơi cao chút xíu. Nhưng mà cái đèn trước nè, cũng đèn halogen ha, nhìn nó không có đẹp bằng, tất cả còn lại thì nó y chang nhau thôi. Đó. Nhìn không đẹp nó không có sang trọng ha, nhìn là LED thì nó sang trọng hơn nhiều. Thì nó cũng có đèn LED đi đèn bi nè, hai bên nè, đèn đi bi LED ban ngày các bạn. Đó. Và khi anh trái anh phải ha, thì cái đèn xì lông bật sáng cho 24/4. Thì dòng xe mới bây giờ thì đa số là bật sáng cho 24/4 rồi, theo cái quy định mới của chính phủ, đó là cái đèn định vị LED ban ngày. Và hiện tượng hiện ngày bữa giờ thì cũng rất là nhiều những cái vấn đề mà tranh cãi khi mà ra cái quy định mới này theo chuẩn của châu Âu. Tại vì bên châu Âu thì cái khí hậu nó ôn đới các bạn nha, cái ban ngày á sương mù rất là nhiều, thời gian mặt trời mọc nó rất là ít, vì thế là sương mù nhiều ha. Khi mà các bạn mà chạy hai người mà chạy đối diện nhau á, thì khi đó sương mù nhiều thì không thể nào mà thấy cái người đối diện được ha, mắt tầm quan sát. Vì thế là bên châu Âu nó sẽ sản xuất những cái dòng xe luôn bật sáng 24/24 và cái đèn LED, cái đèn điện bị LED ban ngày, để mình tăng cái tầm quan sát hơn giữa hai người đối diện. Và khi mà chính phủ giao thông Việt Nam đem về đây áp dụng thì nó không có hợp lý lắm ở khi mà các bạn ở Việt Nam đó. Thì nhưng mà mình cũng phải tập dần là thói quen thôi. Đây là một cái tính năng an toàn khi mà các bạn đi tham gia giao thông ha các bạn. Rồi, đây là cái chiếc màu đỏ nha, chiếc màu đỏ của phiên bản tiêu chuẩn nha, thì nó cũng giống như phần kia thôi đó. Thì dòng xe này đặc biệt là những cô gì chạy nhiều thôi, nhưng mà cô gì chạy hiện tại thì ở những cái tai nạn mà về dòng xe lít thì cũng khá là nhiều, nhất là đối với những cô gì hay chạy ngoài đường thì nó không được chạy hơi bất cẩn chút xíu thì nó thì nhiều người cũng hay gọi là ninh sali á. Thì mình nói vui như vậy thôi ha, các cô có nghe được thì cũng bỏ qua cho con ha. Thì đó, thì dùng những dòng xe này thì đa số thì thích hợp những cô gì chạy thì rất là đẹp, thì đẹp luôn, rất là vi phái ha. Rồi, thì các bạn mà muốn biết giá chính xác cái biển số á, thì các bạn cứ comment quyền tỉnh thành phía bên dưới ha, thì mình sẽ báo giá cái biển số cho bạn luôn. Còn những bạn nào mà không ở khu vực Bình Dương, ở thành phố á, các bạn ở miền Bắc, miền Trung á, thì các bạn muốn mua xe thì bạn cứ nhắn tin cho mình ha, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Còn những bạn nào ở Bình Dương, ở Sài Gòn thì các bạn mua xe có xe Mido này của mình, thì các bạn mua xe ủng hộ bên mình ha, mình sẽ hỗ trợ tận tình các bạn luôn. Những bạn ở tỉnh khác cũng vậy. Rồi, thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình ha, để xem nhiều video về xe hơn nữa cho các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, xin cảm ơn các bạn.